Mới đây, tại Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Bách Quang lần thứ 3, nhiệm kỳ 2024-2029, 58 đại biểu đã hiệp thương bầu cử 17 đồng chí vào Ủy ban hội, bầu 5 đồng chí dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Sông Công lần thứ 6. Đây là đơn vị được chọn đại hội điểm cấp xã của thành phố Sông Công. Dự kiến trong tháng 4 năm 2024, 100% xã phường sẽ hoàn thành đại hội. Với chủ đề Tuổi trẻ Bách Quang tiên phong, bản lĩnh, xung kích sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh, nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Bách Quang đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Phường khóa 2, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. 100% cán bộ hội viên được quán triệt và học tập về các nghị quyết của đoàn và hội. Hội có các đội thanh niên xung kích an ninh đảm bảo duy trì hoạt động tốt. 100% các chi hội làm tốt công tác tuyển quân, động viên thanh niên lên đường làm nghĩa vụ quân sự. 100% các chi hội làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn. Nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên Phường Bách Quang phấn đấu 85% thanh niên thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt trên 75%, chi hội vững mạnh xuất sắc đạt 80%.